sự thật nguồn gốc tháng cô hồn. Tại sao tháng 7 được gọi là tháng cô hồn? Xem ngay để có thể biết. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, mỗi khi bước vào tháng 7 âm lịch là người dân lại truyền tai nhau về những kỵ để tránh bị ma trêu quỷ hơn, rồi thì không ít người bảo nhau rằng phải tránh những việc trong đậy, tuyệt đối không mua xe, mua nhà, kẻo gặp điểm xui xẻo, khó khăn chắc trở chăn bê. Nhưng trên thực tế thì hiếm ai hiểu được tháng cô hồn là gì, bắt nguồn từ đâu và nguồn gốc cùng ý nghĩa thực sự của chúng ra sao. Vậy thì hãy để kênh Phong Thủy Gia Cát bật mí cho quý vị ngay bây giờ. Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn. Bên cạnh những lễ tiết cung bái và điều kiêng kỵ, người xưa còn lưu truyền câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của tháng đặc biệt này trong năm. Thứ nhất, tháng cô hồn bắt đầu từ ngày nào? Theo thói quen, mọi người thường gọi tháng 7 là tháng cô hồn, nhưng thực tế chỉ một vài ngày nhất định được gọi là cô hồn. Tháng cô hồn chỉ bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch đến 12 giờ ngày 14 tháng 7 âm lịch. Qua 12 giờ là ma quỷ sẽ quay trở về địa ngục. Nhiều người còn gọi rằng rằm tháng 7 là Tết quỷ, nhưng thật ra khái niệm này là của đạo giáo Trung Quốc. Trong dân gian người Việt gọi đây là dịp địa quan xá tội hay xá tội vong nhân. Thứ hai, sự tích của tháng cô hồn hay còn gọi là tháng mở cửa mạ. Tục cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông Anada hay còn gọi tắt là Anam với một con quỷ miệng lửa diệp khẩu. Một buổi tối, Anam đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ, thân thể khô gầy, cổ nhỏ dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết 3 ngày sau anh sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như chó. Anam sợ quá bên nhiều quỷ tránh khỏi khổ ải này. Quỷ đói nói, ngày mai ốc phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp thức ăn và soạn lễ cúng dường tam bảo thì ông sẽ được thăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên. Anam đem chuyện bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là cứu bạn diệp khẩu ngạ quỷ Đà La Ni. Anam đem tụng trong lễ cúng và được tăng thêm phúc thọ. Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này, nên ngày nay người ta vẫn gọi cúng cô hồn là phóng diệm khẩu, với ý nghĩa là thả quỷ miệng lửa. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần, đó là hồn và xác. Khi mất đi thì xác tiêu tan về với đất, nhưng phần hồn vẫn còn tồn tại. Có người được đầu thai chuyển kiếp, nhưng có người bị đẩy vào địa ngục làm quỷ đói, nhung nhiễu dương gian. Hàng năm người Việt cúng cô hồn kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau, chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn, nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, đi mua sắm xa đều tránh tháng 7. Thứ ba, ý nghĩa của tháng cô hồn đối với người Việt. Theo tín ngưỡng của người Việt, thì tháng 7 âm lịch là dịp xá tội vong nhân, lễ cúng cô hồn thể hiện lòng kính trọng, vị tha của người sống đối với người đã khuất. Ngoài việc cúng tổ tiên, tỏ lòng thành kính, báo hiếu, nhớ đến tổ tiên, những người họ hàng đã khuất, thì mâm cúng chúng sinh cũng rất quan trọng. Vậy việc cúng cô hồn sao cho đúng để không gặp xui xẻo trong tháng 7, cũng như tích đức, phước cho con cháu, xóa tội cho vong linh của gia đình dưới suối vàng. Khi cúng chúng sinh, gia chủ hay những người làm lễ đọc kinh cầu siêu để siêu độ cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa. Theo tục lệ, để không bị quỷ đói đi theo quấy nhiễu cuộc sống, người trần gian phải cúng gạo muối cho quỷ. Tháng 7 âm được coi là tháng của ma quỷ, những linh hồn cô đơn. Vì thế, người Việt quan niệm không nên làm những việc lớn như cưới xin, xây nhà, mua xe trong tháng này. Ngoài cúng cô hồn, trong tháng 7 âm lịch còn có ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Mặc dù nguồn gốc khác nhau, nhưng cả hai lễ cúng lớn trong tháng 7 đều ẩn chứa ý nghĩa nhân văn cao cả, đó là đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí.
Quý vị thân mến, vừa rồi cây phong thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý vị về nguồn gốc ý nghĩa của tháng cô hồn và tại sao lại cần phải có lễ cúng cô hồn. Ông bà xưa có câu, cẩn tắc vô ai nấy. Vậy nên, để cho lễ cúng cô hồn được chuẩn chỉnh và trang nghiêm nhất, giúp gia chủ yên tâm khi làm việc này, thì việc chuẩn bị trước như việc lau dọn bàn thờ, bốc lại bát hương, sắm sửa đồ lễ, quý vị cần phải làm trước, nhất là việc bốc lại bát hương. Nếu trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, gia chủ chưa bốc bát hương thì cũng nên bốc bát hương thời điểm trước tháng cô hồn. Còn những gia chủ cảm thấy vận hạn của mình gặp nhiều đen đủi, vận xui liên miên cứ tiếp đến, liên tiếp khiến trở tay không kịp, thì có lẽ bản mệnh cũng đã phạm vào một số đại kỵ trong tâm linh. Việc đầu tiên cần làm là xử phần âm, bằng cách lau dọn bàn thờ sạch sẽ, nạp lại cốt bát hương để cho việc thờ cúng được đúng và trang nghiêm, tránh bị ông bà tổ tiên, thần linh trách phạt. Nếu quý vị còn e ngại trong vấn đề này, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, chi tiết. Quý vị thân mến, chính vì sự linh thiêng đặc biệt được truyền tai nhau từ đời này qua đời khác, mà vào dịp tháng 7 âm lịch, người dân Việt Nam ta còn quy định về những điều cấm kỵ cần phải tránh trong tháng cô hồn để luôn được bình an, hạnh phúc, tránh khỏi xui xẻo, tai ương. Cụ thể hơn thì vào tháng này có một số món tuyệt đối không nên ăn, cùng những vật phải tránh không nên mua, kẻo xúc phạm về nhà. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, không những tháng cô hồn, nếu trong cuộc sống của mọi người luôn cảm thấy bất an, gặp nhiều xui xẻo, hay luôn gặp phải những chuyện ma quái bên mình, đó là dấu hiệu quý gia chủ đã bị ma ám. Trong phong thủy, để diệt trừ tà ma, người ta thường dùng các pháp khí sau để hóa giải. Niệm ngũ bộ chú, lục tự đại minh chú, chú bát nhã tâm kinh, hoặc dùng các pháp khí bằng bạc hay gỗ đào để hóa giải. Vậy nên trong những tháng cô hồn, để có thể hóa giải vận xui cho 12 con giáp, đặc biệt là những gia chủ luôn bị vong đeo bám, thì quý vị cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật, được thiết kế bằng bạc, có kèm lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Khi có ánh sáng xuyên qua viên cầu pha lê của minh quang pháp bảo, sẽ hiện ra Đức Phật Quan Thế Âm và bài kinh bát nhã. Đây là một trong những pháp khí xua đuổi tà ma hiệu quả nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, pháp khí này được khai quang trì chú bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, nên sẽ phát huy được công năng tốt nhất, xua đuổi tà ma, thâu thu tài lộc, may mắn, giúp cho gia chủ và những người trong gia đình có được cuộc sống an yên, hạnh phúc. Còn bây giờ, mời quý vị hãy theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất, vào tháng cô hồn không nên ăn món gì? 1. Không nên ăn cháo trắng trong tháng cô hồn, bởi vì cháo trắng được xem là món ăn dành riêng cho ngạ quỷ, những vong hồn đói kém lâu năm và làm món ăn yêu thích của họ, do cháo trắng có thể giúp họ no lâu. 2. Không nên ăn trứng vịt lộn, vì theo quan niệm dân gian, ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn sẽ đem lại những xui xẻo không đáng có. Sau khi ăn trứng vịt lộn, nghĩa là bản mệnh đã ăn một vong linh sắp chào đời. Vì vậy, hãy tránh ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn. 3. Không nên ăn mực trong tháng cô hồn, vì theo quan niệm của người xưa, và niềm tin vào câu tục ngữ đen như mực, người ta tin rằng ăn mực vào tháng cô hồn sẽ làm dương khí của người cõi trên bị âm khí áp vào, khiến khí huyết sẽ hư tổn, sẽ bị các thế lực tà đạo lấn át. 4. Không nên sử dụng mắm tôm, vì mắm tôm có một mùi hương ám ảnh, mang đến những trải nghiệm về mùi hương không thể nào tệ hơn. Người ta cho rằng mùi hương của mắm tôm mang đến sự khổ tạp, ô uế và dơ bẩn. Vì vậy, mắm tôm luôn được kiêng kỵ trước khi đi chùa, trong những buổi lễ trang nghiêm. Thứ hai, tháng cô hồn không nên mua gì? 1. Không nên mua quần áo trong tháng cô hồn, vì dễ bị vong trêu chọc, mượn quần áo để mặc, vì vong không được thờ cúng cẩn thận, thiếu thốn mọi thứ, kiêng kỵ mua quần áo mới trong tháng này nếu không muốn bị xui xẻo. 2. Không nên mua xe ô tô, vì vào những ngày này trong tháng cô hồn, các vong hồn chết đường, chết chợ, lưu lạc vất vưởng ngoài đường, chẳng may gặp phải sẽ ám vào gia chủ, khiến gia chủ gặp phải nhiều điều xui xẻo khi tham gia giao thông, có thể gặp va quệt, tai nạn cũng không đáng có xảy đến với mình. Nếu cần mua xe gấp thì nên cân nhắc kỹ. 3. Không nên mua đất mua nhà, vì để tránh trường hợp mua phải những miếng đất có âm khí mạnh.
Lô đất ngày xưa là bãi tha ma, động thổ hay xây nhà trên những miếng đất này rất dễ bị xui xẻo, vận hạn triền miên. Vì làm động long mạch ảnh hưởng đến đường đi của ma quỷ, khi bán lại cũng sẽ bị mất giá, ít người mua. Nếu có mua đất trong thời gian này thì cực kỳ cân nhắc hoặc dời sang tháng khác nếu có ý định mua. 4. Không nên mua vàng, vì theo quan niệm dân gian, vớ được bạc thì sang, vớ được vàng thì xui, vậy nên kiêng kỵ mua vàng trong tháng cô hồn. Việc mua vàng trong tháng này báo hiệu cho ma quỷ biết rằng quý gia chủ giàu có và sẽ bám lấy bản mệnh để quấy rối, bắt buộc phải làm lễ cúng khấn, dâng lễ vật để được yên ổn. 5. Không nên mua đồ cũ, vì đồ cũ thường là đồ đã qua sử dụng và không biết rõ chủ nhân thực sự là ai, có thể đen đủi mua phải đồ của người đã khuất. Mà tháng cô hồn lại là tháng báo ân, báo oán, nên tránh những họa không may mắn trong quá trình sử dụng thì tốt nhất bản mệnh không nên mua. 6. Không nên mua gương kính. Giống như cánh cửa kết nối với địa ngục, mua gương trong tháng này sẽ dễ dàng bị ám ảnh bởi hình ảnh ma quỷ trong gương. Mua gương hay kính mà quá trình vận chuyển hay lắp đặt không may bị vỡ thì đó cũng là điềm báo xui xẻo. Quý vị thân mến, sau khi lắng nghe những thông tin trong chương trình ngày hôm nay, chắc chắn mọi người đã hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như những kiêng kỵ cơ bản nhất trong tháng 7 âm lịch. Xin chúc cho mọi người luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong tháng 7 cô hồn. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể tham khảo vật phẩm phong thủy Minh Quang Phát Bảo mà kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ ở trên để có thể xua đuổi tà ma, trừng khí trong tháng cô hồn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.